Hello everybody, welcome back to my English lesson. And today's lesson, we focus on English for Cambodia book 6. And it is night for grade 12 student. Today's lesson is chapter 9, fire. Unit 3, fire at home. And the first thing we are going to study today is to study vocabulary. And the first vocabulary is burn. Burn, burn chỉ verb dùng bởi thà rủ liệt. Hay burn ý ta, dùng ai đặt tôi chỉ nào dùng bởi thà cà rủ liệt. For example, the fire burn the skin. Ok, biệt bởi đó dùng miền biệt rush, rush chỉ verb dùng bởi thà rủ nhập. For example, she rushed to close the window when she heard the rain. The next is sacrifice. Sacrifice. Sacrifice dương bộ thà bổ chế chun bẹ lì ấy nè, dương ai bộ thà bẹ lì. Ok, for example, he would sacrifice himself for his family. Temporary adjective dương bộ thà bằng đỏ sẵn. For example, they build temporary shelter. Dress, dùng bộ thả rộng rộng bộ chữ verb. Thì tôi tới dress này, dress này cứ dùng lọc bộ thả rộng rồi bộ thả sliệp vẹn bản thả dress này nông này rộng bộ thả rộng rộng bộ. For example, clean and dress the wound immediately. The wound immediately. Xem át hay nâng rộng rộng bộ. Ai lươn bằng phần vốn, snap rộng bộ, lại đây rộng rộng bộ. Ok. Arrangement chỉ nào dùng bộ thả cũng rộng. For example, his family had very unusual living arrangement. Okay. Biệt trong cái thì mình biết trust, tục chật nè. Example, I think I could trust you. Nhóm kinh thác xong ai tục chật nè. Nè bạn, ok, nhưng biệt dùng bạn mà chọn hay là lên đi dùng cho mà đỏ. Chúng nói chế, section A, to talk about the picture, read the dialogue, ask and answer the question. Four, ask the dialogue out. Chẳng dừng lại vào mưa picture muôn kì. Ok, so what can you see in the picture? We can see a nurse or a doctor, a boy and a woman. So maybe a boy has injured with his arm, right? Ok, now please look at the question all together before we read the dialogue. Question number one. What was nasty? Ta vậy đã mình lỡ nên nasty mình lỡ mình unpleasant. Okay. Two. Why did Kim Lan rush into the kitchen? Kitchen. And three. Why was Kim Lan's son being looked after by someone who wasn't an adult? Four, we can't trust in luck. What does that mean? Do you agree with Dr. Jana? Why? And the last question, why do doctors often have to sacrifice their free time? Do you think? Hay là với bạn chị doctor, bạn chị group pet, trợ tài, bẹ lì, rồi bố chi, rồi có lẹ bằng, hay là lẹ bằng, phê liệp tọc luôn, đảm bởi phê liệp tụm nếp tọc luôn. Ta nãy cứ thay hai đồ với bạn chưa group pet tại tại bỏ bằng phê bởi tụm nếp tọc luôn luôn. Ok, chắc năm bây trở lại xin lùng đi bán xong phân phôn mơ kênh sân tình đọc này chứng minh dialogue. Dialogue với dưỡng chứng minh dialogue của viên Kim Lan hay nên Dr. Chanda. Ok. Oh Dr. Chanda, my son been badly burned. Let me see. Oh dear, it nasty. The burn must be dressed immediately. How did it happen? Okay, chắc là cái này không chỉ là bộ của hôm nay thì chọn ăn đấy. Chỉ là bộ của hôm nay cứ chỉ step. Đại kê ao dương xâm đại này về dương role play. Chứ là này cần là cả chỉ chút chá, chỉ xên một viên này. Ở chỉ xin một viên. Chứ là cái này cứ chá cái đọc thơ chân đá thơ đá chỗ tiết sân. Chứ là cái ao dương role play lại nâng tại thì chưa ọt ăn là không kịch xong tình yêu đấy này. Okay, chứ phải tỏ tiết. I was cutting vegetable when I heard a scream.
I was in the kitchen and there was my son. He knocked hot water over himself. He's only just stopping screaming. How old is he? 5. I know children of his age must be looked after carefully, but his cousin was in the bathroom when it happened. Is his cousin an adult? No, she only 10. It's just a temporary arrangement, you see. Usually, an older relative look after him, but she had to go to the wedding. Unfortunately, it happened all the time. We simply can't trust in luck. Here you are. I've traced the burn, but your son must be brought into hospital tomorrow morning. Can you manage that? Oh yeah, thank you very much. I'm so sorry to make your work at home on Sunday. Dr. Chanda, but I feel it was emergency. That's all right. Doctors often have to sacrifice their free time. It's part of the job. Okay, chương mình bị chọc ha ấy. Chương trình mình đọc homework. Chương homework chương mình mau bị nè. Homework cứ dương vô xùm đùa là để chờ bạn ăn ở nhà đọc để ăn mình nâng. Dù máu. Phở homework ở để chờ bạn tái. Và chị thay homework nít dương xùm đùa dương đưa tới slide này nè. Okay, please answer the question in Google Form. Để chờ bạn đi chọn phóng. Nên khả năng Google Form hay ơi. Vì chắc bạn bình chôn xùm đùa tiếng ổn hay. Thì khả năng Google Form hay hơi. Chương xùm đùa tiếng ổn chỗ từ khả link Google Form ta nữa khẳng kỳ video ní hãy thử homework reject submit mà ai đi chụp tòa tạm đồ. Ok, thank you very much for your attention and see you in the next video. Good luck.